thì chắc cũng ít người biết tới cái món này với mọi người. Đó, thì đây là cái xì tinh sữa nha mọi người. Món này trước cổng trường người ta bán rất là nhiều. Thì em sẽ chia sẻ hai cách làm. Thứ nhất là em sẽ cho là sữa tươi, sữa đặc. Mình sẽ cho 50 sữa tươi và 20 sữa đặc. Mình sẽ trội cho nó tan ra, cho nó đều lại với nhau hết. Rồi thì mình sẽ cho cái xì tin nha mọi người. Thì xì tin, mình mua xì tin lon đi cho nó chất lượng nha mọi người. Đó thì em sẽ mua một lon xì tin và mình sẽ cho đá đầy ly. Thì sẽ có hai cách pha, thì em sẽ chia sẻ hai cách pha, thì mọi người muốn pha theo cách nào cũng được, hoặc là tùy theo cái nhu cầu của khách mình lựa chọn á. Thì mình sẽ sử dụng là 150ml cái nước xì tin này cho ly 700ml nha mọi người. Đó thì mình sẽ cho cái nước sữa và mà mình mới trộn giữa sữa đặc và sữa tươi đó mọi người. Mình sẽ cho hai loại sữa này, mình quậy đều xong rồi thì mình sẽ cho lên trên cái ly sữa tươi nha. Đó, và đây là một cái cách pha là xì tin sữa mà mình có dùng cái sữa tươi. Cái món này á mọi người, những cái quán mà ở những cái khu vực trường học, tiểu học, trung học, phổ thông, tất cả các trường học thì em thấy đa phần người ta đều có cái món này nè mọi người. Nó cũng dễ uống và nó cũng khá là ngon á. Đó, và cái cách pha thứ hai của em thì cũng sử dụng là 150ml cái nước xì tin nha mọi người. Rồi mình sẽ cho là 40ml sữa đặc, từ 3 đến 40 tùy mình thích cái đồ ngọt nhiều thì mình cho nhiều. Nhưng mà em ở đây em cho tầm 30ml sữa đặc. Mình sẽ cho thêm là 20ml nước cốt tắc hoặc là chanh đều được hết nha mọi người. Đó, mình sẽ cho vô luôn. Đó thì đây là hai cái cách mà mình mix, mình pha cái xì tin sữa nha mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Nhiều khi mình không có nghĩ ra cái món này á mọi người, chứ thật sự mình đôi khi mình không có nghĩ tới là cái món này mình làm ra một cái món nước để mà mình bán được. Nhưng mà thật sự khi mà sự kết hợp giữa thay vì bình thường mình uống sữa tươi xì tin không với đá không thì nó bình thường rồi, nhưng mà các em nhỏ thì lại thích cái gì nó mới và nó lạ đó. Cho nên là mình làm như thế này nè. Đối với những bạn mà đang kinh doanh ở những trường học á, nếu mà mình chưa có món này á thì mình thử mình kết hợp đi mọi người, rất là ngon nha. Và đây là hai cái ly, và cái ly này là em pha với lại sữa đặc và nước cốt tắc. Thì hai cái vị của cái sữa đặc với lại nước cốt tắc này nó ngon. Nếu mà khách của mình thiên về cái độ chua á mọi người thì cái ly này thật sự là ngon nha. Và ly này bán thật sự rất ngon. Em lớn tuổi rồi mà em uống em còn thấy thích nữa đó. Và cái ly này gì pha với lại sữa tươi, sữa đặc thì hai cái cách pha này đều ngon hết. Đó, tùy theo cái nhu cầu của khách mình. Đó, món ngon học đường nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.